Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa thì học sinh Đà Nẵng sẽ chính thức bước vào năm học mới 2021-2022. Trước những diễn biến phức tạp của COVID-19, ngành giáo dục thành phố đã lên các phương án linh hoạt trong công tác dạy học. Song song với đó, công tác đầu tư cơ sở vật chất phục vụ năm học mới cũng đã được các quận huyện triển khai suốt thời gian qua. Ngay từ đầu hè, các công trình xây mới, sửa chữa trường học trên địa bàn của Liên Chiểu đã được nhanh chóng khởi động. Là quận có dân số cơ học tăng nhanh, thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu phòng học. Để nâng cao tỷ lệ học sinh tiểu học được học 2 buổi một ngày, đảm bảo chất lượng dạy học, nhiều trường tiểu học của quận đã được đầu tư, nâng cấp, xây thêm phòng học, phòng chức năng. Thì nhà trường được sửa chữa đầu tư cất học một lớn trong hè chuẩn bị cho năm học mới. Thì bên cạnh đầu tư của quận thì nhà trường cũng tự chủ nguồn kinh phí mua sắm thêm một số cơ sở vật chất như bàn học sinh, tủ giáo viên cũng như mua sắm thêm một các thiết bị ứng dụng nghệ thông tin, TV cũng như máy các sách để đảm bảo chuẩn bị cho năm học mới. Thì trước mắt thì phòng giáo dục đào tạo đang thực hiện cái việc cứng chiếu cái việc mà dạy học sinh lớp 1, lớp 2 thì đảm bảo 100% 2 buổi trên ngày. Thì hiện nay á, thì công việc này đã rà soát, kiểm tra cơ sở chắc thì đảm bảo cho cái việc này. Bên cạnh đó, trong thời gian đến tiếp tục là tham mưu thành phố tăng cường xây dựng các trường học mới. Từ năm học 2021-2022, các trường tiểu học, trung học cơ sở sẽ tiếp tục triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Trong đó, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc. Vì vậy, nhiều trường học trên địa bàn thành phố cũng đã được đầu tư các hạng mục nhằm đa dạng hoạt động của học sinh như sân bóng, hồ bơi. Có thể nói là ngoài các bộ môn văn hóa thì các bộ môn thể dục thể thao cũng là được sự quan tâm đồng bộ để các em có điều kiện, có năng khiếu, có thể phát huy cái năng lực của mình. Hiện nay trường trung học cơ sở Sơn Vĩ Chánh đã có cái nhà đa năng, rồi bể bơi và tiếp tục được xây dựng cái sân thi đấu bóng đá mini thì có thể nói là đáp ứng đầy đủ điều kiện cho các em tham gia học tập và tạo thành tích tốt trong thời gian đấy. Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình, ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh lớp 1, lớp 2 được học 2 buổi một ngày trong năm học 2021-2022, xây dựng, bổ sung phòng học, phòng chức năng, phòng thư viện, mua sắm bổ sung bàn ghế học sinh, máy tính, bộ thiết bị phòng học ngoại ngữ, bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp 2 và khối lớp 6.